Đấy, mình đang đứng ở nhà thờ Tam Tòa Đồng Hới. Đây là một cái công trình kiến trúc công giáo có giá trị lịch sử và văn hóa ở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Được xây dựng vào thế kỷ 19, vào cuối thế kỷ 19. Nhà thờ là một trong những cái công trình công giáo lâu đời nhất ở miền Trung Việt Nam. Nhà thờ có kiến trúc độc đáo với ba chuông nên được gọi là nhà là Tam Tòa. Đấy, nó ba chuông. Các tháp chuông cao vút được thiết kế theo phong cách Pháp tạo nên một cái vẻ đẹp và sự độc đáo cho công trình. Bên trong nhà thờ, các tín đồ có thể chiêm ngưỡng những bức họa tường và các cái bức tượng đạo đẹp mắt. Nhưng mà bây giờ thì mình không có chỗ vào được, ở đây bị quá mất rồi. Nhà thờ Tam Tòa không chỉ là một cái công trình tôn giáo mà còn là một cái di sản văn hóa của thành phố Đồng Hới. Nó thu hút du khách từ khắp muôn nơi tham quan, khám phá và trải nghiệm vẻ đẹp kiến trúc cùng với không gian trang nghiêm và thiêng liêng tại đây.